cho thể hiện tính thần đoàn kết mà. Này, 1, 2, 3, chi. Trừ điểm màu mè nhá. Anh chị em mình ơi. Ơi. Tên đội mình là Sóng Nghèo. Slogan là Dù đến nơi vẫn phải cố chơi, mà là chơi là phải tới nơi. Yeah. Các em hỏi là tên đội là gì á? Sóng Nghèo. Nghèo mà đang toàn ăn đồ sáng người ta. Cái đó gọi là khiêm tốn. Nhưng mà phải nói thử miếng này xúc cái này ạ. Ủa thử đi, miếng này xúc cái này mà. Miếng măn đấy đã lên nó nói sao? Nên là lên nó nói sao? Em thích ăn bên đây được không? Được, bên này được không? Bên mồm được. Chấm cái màu đây. Thấy là hến khốn ngon đây này cách bọn chị. Chấm hến đi em ạ. Chấm điểm trên tay đó, chấm bên đi nhá. Cái này là hến hả? Phu phu anh. Tưởng chậm gầy mua đi. Không chờ, con chờ cái chậm. Đánh à. Mình làm bánh tráng xúc hến à. Kêu em trai nó lại cái. Hến thì là hến à, hến thì bánh tráng á, hến thì là hến xong lá con bánh tráng này là bánh đá khô đô lương. À, nghe tin à, hồi nói là à, những món phải à, mang hương vị quê hương nên là bữa bữa sáng hai đứa đi đạp xe đạp về à, ngoài quê đưa vô. Mọi người thấy món đi mặn nhạt đó đã. Nó chỉ cơm từng không, xét để không nói ý, nữa chứ. Ý là kiểu từng món xong rồi anh em nhặt ra tầm tệ. Món mua xong món nói đi. Chống đối từ điểm. Từ vậy thì đi hỏi anh. Chống đối từ điểm. Mỗi ví dụ mặn là có lý do của mặn nhạt, có lý do của nhạt chứ. Nhưng mà mình mới thấy mặn hay nhạt. Ờ, đâu được ăn. Rồi. Lịch sử lên thì cho bán. Mời bán giám khảo thử nói ạ. Tiền đâu anh chị? Đang đứng ở đây. Tiền đâu anh chị? Tự nhiên được lại rồi. Hay đẹp. Hơi hơi mặn đi. Biết khi nào mặn không? Khi nào cái đoạn mà nếm á, tự nhiên đang dơ cái trái nước mắm đấy. Đường mỗi bên bán tổ chức đi bán thùng một cây. Không, nhưng mà mặn là mặn. Không, vậy mà bán tổ chức đi bán thùng. Đồ thừa bán tổ chức từ một đi. Đầm đa tinh quê hương á chị. Rồi mình gọi là đầm đa đi, mình gọi là đầm đa đi. Em ơi mọi người ăn là món đậu phụ sốt cà chua. Sốt cơm là ăn ạ. Những ăn. Món đậu phụ này thì cũng rất là mang hương vị quê hương. Cho mình hỏi là nhà bạn có hay ăn món đậu phụ không ạ? Có. Nhà bạn có ăn ạ? Nhà bạn ăn sốt nhỉ? Nhà bạn ăn sốt chị. Đó món này được gọi là món đậu quê hương. Tối mai mấy bạn đi hợp tác ra nhiều miếng nha. Xong mà tiện xong ông hai. Cái màn chỉ đó. Mời mọi người thử món rau muống sao ạ? Rau muống xào nước biển. Anh ơi, một cái bột điện cho anh. Khi nói nâng nếm nếm. Nói là bán tổ chức. Like cái là người gì? Đúng không? Ba này. Xin thử miếng nói là ba thôi. Xin thử miếng nói mặn rồi đừng nếm thêm nữa. Tôi là nghe lời chứ còn nếm thêm nữa. Mà thôi, có làm được mắm đó mà. Có được mắm mà. Đúng rồi. Dành cho hai khẩu vị. Chính xác. Người ăn nhằn mà bàn mà. Món của quê hương luôn. Nhà mọi người ở đây có ai cho ăn rau muống ở nhà không ạ? Dạ em. Anh có là không phải quê Hà Tĩnh không ạ? Phải quê Nghệ An không? Được. Tiếp theo mời mọi người ăn món nào? Mời mọi người phóng phải thử miếng nước cánh. Món cánh. Đây anh nghỉ cho cái muỗng lấy cái đi đúng không? Lấy riêng từ nước biển lên. Lấy cái đi gấp đúng không chị? Chị nếm cái đi đúng không? Đúng không? Được chị ạ. Chị gấp không? Cầm lấy hộp cái con đến không? Đúng rồi. Đây, bần mình mang được. Đổi thừa bán tổ chức nè. Phải một cái mang đi chứ. Một cái đùa chậm mua coi thử là được. Cái nướng đậm, ngậm được vô mồm anh ạ. Đúng rồi. Nước biển mà mặn đúng rồi. Vừa vị anh ạ. Bột ngọt chưa? Đàng hoàng. Rồi. Thử đi em. Luộc đôi nước biển mà anh. Ngà múc nước biển luộc mà. Hồi tay vàng nói. Dám đuổi đôi khác hả? À đôi, ok. Cà thôi em cầm xấu nha. Đây cái món này mọi người biết là cái này gọi là cánh nhá. Cái món này là có một cách văn học là lấy cảm hứng từ việc là người nông dân ta đi làm về nóng uống một miếng nước cánh thì cảm thấy mát rọt đúng không? Còn mà nói theo một cách thực tế á thì là do ban tổ chức cho có 300.000 không đủ để mà nấu món cái chứ chi đó cá nấu canh chua với nấu xương hầm chứ đó nên là món này ra đời. Ai mượn review cho bọn em nè. Ơ kìa. Okay, bên em cảm ơn tiếng. Hãy mặt từ một cảm ơn từ hai nha. Bên này thì bỏ
thêm tiền chứ có chi mà nói. Không, giữ chị. Mọi người nhân xét. Được. Thuyết trình cái này chấm điểm thuyết trình. Dạ. Đâu muốn gì mà đen thui nữa. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp bọn nó đi. Đâu buồn nó quá rồi nha. Anh có một nghe câu chuyện không? Chị Vinh lại kể lại câu chuyện đâu. Khỏi, khỏi, đi khỏi. Ai mượn. Có một nghe không? Tiếp một món khác đi. Đây mà mọi người thử món này. Phụ rồi. Cái này có thể là cái nào? Em bảo có đi bảo. Trời ơi, thật là người ta phóng à. Người ta lấy cái. Thì nó lan nó. Đi gọi là chú kế thơm thầy thiếu một món mốt được cả. Đáp lên ca này kia. Vớ hai, có vẻ ban tổ chức được hợp tác lắm. Chưa thấy review món này nhờ. Đâu, đang bán tổ chức một ăn. Đây, ca ca ca. Rồi rồi. Mọi người phải ăn cái chua kế thơm đi. Đây là chua kế thơm dân nước. Đó muốn 3K đi xin. Đó, mời mọi người. Đây là chua kế thơm dân nước, đó muốn 3K đi xin. Nước cái vừa quê ngoan nó nếu anh. Không, ca đi xin nè, ca xin quá. Ca biết rồi, xin thử ba anh em lớp 1 nhé. Múa, múa đi, mời múa. Anh chưa nói mà. Nhớ chấm điểm, ông Quỳnh, nhận xét món đi, nhận xét món đi này. Có chí mà nhận xét, chấm mặt ơi. Xỉa xỉa, múa là bị chữ điểm nha. Chữ điểm thánh này có chị đăng nướng nha. Cái món này phải ăn với đậu hũ sốt cà chua. Mọi người chấm, mọi người nhận xét món đi đi. Bạn nó kêu nếm một bàn nó nói. Em nhận xét là do bán tôi đánh cầm. Lạc đề 6 phút 32 giây trước khi mua ăn bọn ấy nên chứ chứ biết lạc đề thì cảm nhận bạn đâu bình thường lạc đề đáng trừ điểm anh tối chứ tối biến mặt đâu ngọn nên màu sắc với chấm điểm màu sắc với sắc xếp nha còn mùi vị nói thật là cái này đáng ra phải ăn với tương ớt đúng ừ. Còn ăn với nước mắm thì không cảm nhận được. Thật sự á, anh biết không, bọn em nghe là bán tổ chức chuẩn bị giá vị đó các thứ. Đúng rồi. Thì nước mắm cũng là giá vị đúng không? Nước mắm cũng dùng để chấm thịt tương, ớt cũng dùng để chấm. Em tưởng là bán tổ chức có đúng. Mà cái này thì là mà cả bán tổ chức. Cái gì cũng bán tổ chức, trừ điểm. Cái gì bên ngoài rồi. Rồi mà mời mọi người ăn món tráng miệng. Phải ăn xong cái này. Không xoài đưa lên. Hai cái đó. Cứ tươi lên mọi người. Cứ tươi lên. Ngon, ngon. Lô cần về tên đôi lại lần này cho anh thôi. Tập trung lại, tập trung lại. Không ai mượn luôn. Phải lại đây Thảo ơi. Cho anh kiếm cho tôi ơi. Tôi ơi, tôi ơi. Tôi ơi, tôi ơi. Tôi ơi, xoay lại chim lại đây chứ. Lại đây mẹ anh. Không, bây giờ mà thích cái này bơm nữa. Em bơm nó này. Chụp nhanh chụp chứ. Rồi, tinh to, tinh to, tinh to. Đây là đôi xóm nghe nha mọi người. Một hai một hai một hai lấy lên một hai ba đi anh em ơi.